Theo báo cáo nhanh từ đơn vị quản lý đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lúc 19 giờ 45 phút tối ngày 2 tháng 8, ngay dốc cầu Long Thành hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 9 xe. Thông tin ban đầu có 7 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, cứu hộ đã tới hiện trường và lực lượng cảnh sát giao thông, cục cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra đoạn gần trạm thu phí Long Phước, ghi nhận ban đầu nhiều xe hư hỏng nặng, nát bét nằm la liệt trên đường, giao thông qua khu vực khó khăn. Đến 20 giờ 50 phút, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Hiện tất cả đầu vào đường cao tốc từ dầu dây vào quốc lộ 51 đã được đóng để xử lý tai nạn. Trao đổi với tuổi trẻ online, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận các nạn nhân của vụ tai nạn được chuyển vào cấp cứu tại đây. Hiện nhân viên y tế đang tích cực cấp cứu, chưa xác định được số lượng, danh tính cũng như tình trạng của các nạn nhân.